Rồi, tạm biệt Bình Dương nha. Lên xe, lên xe. Suti nhớ cậu à? Nhớ quá à. Đây các bạn nhóc fan củ cải là cũng đến chào củ cải đây mọi người ơi. Thả cà rốt trèo lên xe lúc nào không biết rồi. Củ cải trèo lên xe nào, đi. Đây cơ mà. Mày rồi cái ngồi ghế trước à? Ờ để tí nó đợi cậu thì. Trèo lên xe, củ cải trèo lên xe. Trèo lên. Kim Chi trèo lên xe nào. Vâng. Nào, Kim Chi trèo lên xe nào. Kim Chi trèo lên. Trèo lên. Rồi, giỏi lắm. Mấy đứa chuẩn bị về quê thôi. Rồi, em chào anh chị nha. Chào tạm biệt các cháu nha. Vâng. Đây, các cháu hôm nay là cũng sang ở tiễn cô cái luôn mọi người ạ. Ba đứa ngồi yên đấy. Cô cái trông chừng Kim Chi cà rốt nha. Không được cho hai đứa chạy linh tinh đi đâu. Chờ gọi là chờ ba táo, chờ anh Kiểu đến thì mình lên xe về. Thấy chưa? Cuối cùng thì xe cũng đã đến rồi mọi người ơi. Cái ở chia đây rất là chuẩn bị lên xe nhá. Rồi treo lên nào, nằm xuống. Lên xe, Kim Chi lên xe. Anh đẩy đít nó lên là nó được. Nào, cải béo lên xe. Treo lên xe. Không biết lên, bọn này không biết lên. Cứ tưởng biết lên, tưởng nô mình. Tưởng mình lên thì nó sẽ... Anh đẩy đít nó được. Nâng đít đấy. Nào, cải nợ. Rồi, đi thôi. Cải chê rốt ơi. Đấy, Kim Chi có mỗi lần lên xe là nằm như này nhé mọi người nhé. Hôm nay hai bố con thằng này thi nhau ngồi với đứng. Đây, xin chào mọi người, đây là ba táo nha, Kiểu nha. Chuyến hành trình trở về ngoài Bắc thì Nô đồng hành cùng ba táo mọi người ạ. Đây, ba đứa này nằm trên này thì cũng khá là rộng rãi rồi, thoải mái rồi. Còn gầm giường là chưa chịu chui vào đâu. Vui nha, chuẩn bị được về rồi. Đẹp trai nha. Rồi, hành trình về quê bắt đầu. Hôm nay xe khá là đông. Từ đây về Ninh Bình là mất Ninh Bình Nam Định đấy. Mất khoảng bao lâu anh? 40 tiếng, một mình anh lái. Được, 40 tiếng cũng được, thoải mái. Thế thôi. Đây là chiếc container mà chở củ cải, kim chi, cà rốt từ Bình Dương về quê mọi người ạ. Mình đang cho ba đứa xuống nghỉ giải lao. Chiếc container rất là đồ sộ. Ở đây mọi người đang dừng chân nghỉ ngơi một tí. Xe là đi xuống đây, củ cải cà rốt xuống đây. Thôi bà hay xem củ cải à? Buổi sáng mình cũng mở tầm 3 bình dương xe thấy nó nè. Dạ vâng. Bây giờ đi ra vâng. Ơi này, nhà ra thằng này mày láo. Thôi mà nó kịch kế. Cà rốt ơi. Đây có nghĩa là đi đường qua, đi qua nhìn thấy xong bắt đầu là phải quay ngược lại để mà quay lại chơi với cô gái. Và dạ vâng. Thế hôm nay tình cờ là trên đường về cho giải lao của cả Kim Chi cà rốt, cho xuống giải lao là gặp mà và với cả mọi người đây để xuống chơi đây. Xuống cà rốt xuống hư nhỉ. Cà rốt xuống nào. Thế bà nhà đâu bà? Ở Đắk Lắk. Đắk Lắk ạ. Vâng. Hôm nay bà đi đâu mà đi qua đây đấy ạ? À? À xuống biển ạ. Đây, thấy ông rốt ông thích kê gối này quá, bà tặng luôn cho ông cũng cà rốt đây này. Đấy, ơi trời ơi. Sướng. Có cái đồ chơi, tự nhiên có đồ chơi, đứng nằm bẩn đồ chơi cà rốt đây. Ui dồi ôi, mày nghịch bẩn thế. Nào, gặp chơi cho đàng hoàng, không thể gọi là nằm bẩn như thế được. Cảm ơn bà nha, cảm ơn cả nhà mình nha. Đúng rồi, cái đồ chơi này phải đeo như thế này, không phải để cắn nữa chứ. Bà là chân đau là không xuống chơi bọn này được, chứ không thì thích lắm, thích bọn này lắm.
Vâng, bà bị tật không xuống, không chân không xuống được đấy. Thích xuống một sức chơi này lắm. Còn là cứ ao ước một lần gặp Phục Cải, muốn ra Hà Nội gặp Phục Cải kim chi cà rốt, nhưng mà không ngờ nay lại tình cờ lại gặp đây. Vâng, cảm ơn bà rất là nhiều vì tình yêu dành cho bọn nó ạ. Dạ. Tại là mình đang ở Phú Yên, cánh đồng bát ngát bao la luôn, rất là rộng. Đây ba đứa này thì lên xe là nằm ngủ rồi. Ông Cải Béo ạ, vừa nhắc Cải Béo xong đã tỉnh dậy ngay. Ông này ông lên ngồi xe một lúc thì ông lên lại, ông cũng nằm rồi. Kìa, cà rốt kia có cái đồ chơi được tặng kia. Ngủ đi cà rốt, ngủ đi, mắt đỏ hết rồi kìa. Đây là eo biển này anh. Eo biển gì đây? Rất là đẹp nha. Đẹp nha, phong cảnh Việt Nam đẹp nha. Đây là đang trên đường đi thành phố Quy Nhơn này. Đi qua Quy Nhơn. Chỗ này và toàn nuôi tôm hùm đấy. Hải sản nhiều đúng không? Cái béo, xuống đây bơi không? Ông cá rô nằm ngủ kìa. Trông buồn cười quá. Nhảy ra lên xe người ta lấy cái này xuống. Biển đẹp nha, nước rất là trong xanh. Cô cá, sẽ cứ lên xe sẽ cứ ngồi ngồi như thế à? Không nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nằm xuống như đây này. Đây như thằng cá rô này. Lên xe nằm ngủ kiểu gì à? Hở hết hàng họ ra rồi. Đây còn bà kim chi đây. Kim chi là ngoan nhất, nên xe là cứ nằm ngoan này. Nằm im. Ngủ rất là ngon. Nhìn ông cá rô mà chán đời quá kìa. Hiện tại vẫn đang ở Quy Nhơn mọi người ạ. Xong ăn no rồi, chỉ có lên xe nằm ngủ thôi. Ngủ không biết trời đất gì cả. Cải béo cũng nằm ngủ rồi. Wow. Hiện tại là mình đang đến, đang trên đường cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng mọi người ạ. Phong cảnh ở đây hình như đang có cái khói gì đấy, sương mù hay là khói đấy. Khá là chill. Thằng lạ không dám xuống. Vâng. Ném à hay là để đi? Tôi chỉ cứ ném tung trước mặt nó để cho nó bắt. Chỉ vào nó ngồi, Củ Cải ngồi. Đấy, nghe mà. Đấy, tung trước mặt đấy. Này, hai em này. Hai cà rốt. Tung rồi, rồi, rồi. Em
con kia là con gì? Kim chi ạ. Kim chi. Ơi thằng con trai cà rốt này ăn phần của mẹ rồi. Đây là quán ăn tại Huế. Thấy củ cải kim chi qua đây quý quá, mến quá. Là gọi tặng ngay một đĩa thịt luộc rất là ngon luôn mọi người ạ. Ba đứa này thì mình phải xích lại, không chạy linh tinh ra ngoài, sợ lắm. Ngoài đường xe cộ rất là nhiều luôn mọi người ơi. Xe cộ rất là nhiều nên là phải nhờ xích lại. Đấy. Bắt chuẩn à. Bác chị để em cho nó ăn cho. Úi giời ơi. Lại thêm một đĩa nữa. Quý quá, quý hóa quá. Đây đây đây, chị đây. Quý hóa quá. Ơi. Này kim chi này. Được tặng hẳn. Vâng. Được tặng hẳn hai đĩa thịt. Thôi chị để cho em cho nó ăn cho. Đây chị nghe cho bạn nó. Đúng rồi đấy, để em cho nó ăn cho chị ạ. Đấy, được tặng hẳn hai đĩa thịt luộc rất là ngon luôn mọi người ơi. Sau 36 tiếng đồng hồ thì hiện tại mình đang có mặt tại Hà Tĩnh mọi người ạ. Đây, cà rốt đang ngủ. Chi béo cũng đang ngủ đây. Riêng cái thằng cải béo này. Chẳng hiểu sao này, giờ này tự nhiên vò nó đấy xong bắt đầu là nhìn ra ngoài đường. Cái ơi, cô cái, ngắm cái gì đây? À, thế là tạm biệt anh Kiểu rồi. Tạm biệt xe container của Ba Táo. Thì hiện tại mình cùng củ cải kim chi cà rốt đang trên một chuyến taxi để về quê, về gặp ông bà nội đây. Đang hiện tại đang đi đò, đang đi phà để qua sông đây. Sau chuyến hành trình thì nhìn đứa nào cũng phải phờ phạc ở đây mọi người ạ. Rồi sắp chuẩn bị về đến nhà rồi. Đi thẳng đấy ạ. Cái kia. Vâng, bố sách cho con nhé. Rồi. Đi về nào. Cuối cùng cũng về đến nhà. Hơn nửa tháng đi. Điểm giờ xuyên Việt dừng chân tiếp theo của gia đình Nô và gia đình của cái là quê nhà. Đây là bà nội nè, con chào mẹ nhá. Chào con. Đấy, đi về mạnh khỏe là mừng rồi. Hai đứa kia lại cong đít chạy về nhà luôn à. Về thôi, của cái ơi. Mệt không? Mệt đâu. Đi về nhà nào, hôm nay bà cho ăn cái gì nào? Mày ăn trứng lộn. Gì vậy? Trứng lộn với thịt nướng. Ngon quá. Về thẳng nhà rồi. Nào đi về kim chi. Cà rốt đâu rồi? Đã nhòi nhòi ra đến làm gì? Định tắm ao à? Về nghỉ ngơi đi nhá. Đây. Về nhà là được ông bà chào đón. Đấy, rất là nhiệt thùng cơm trứng nha, trứng lộn nha. Và ngoài ra còn được gọi là bác nô gái chào đón rất là nhiệt tình này. Cả bé uống nước đi. Bà đập trứng vịt lộn cho mỗi đứa hai quả nhé, xong ăn thì còn đi tối bà thùng cơm nhé. Thì ngoan vì đói thì ăn tạm hai mỗi đứa hai quả trứng lộn á, xong là ăn cùng đi tối bà đập trứng bà thùng cơm ăn thì ngoan nhé, rồi về thì ăn ngoan. Đây. Ra ngoài này ăn, con ra ngoài này ăn uống nước, ra ngoài này này, mỗi đứa về nhà tráng miệng. Hai quả nhé. Tráng miệng hai quả trứng lộn này. Ôi thật cải béo mày ăn xong. Lời, xong rồi á? Đã đọc luôn hít một phát, hít hai miếng hai quả này. Đấy, ăn này ngon, ăn này ngoan. Đấy, rốt lên ăn một bút cải à con.